giới thiệu các loại cây ăn quả được trồng nhiều tại miền Nam trong các năm qua. Đầu tiên là sầu riêng. Chúng ta có thể thấy đây cây là cây sầu riêng Thái. Sầu riêng là loại cây có giá trị cao và được phát triển rất mạnh tại các tỉnh miền Nam trong những năm qua. Nguyên nhân là do giá của trái sầu riêng hiện tại rất cao, lên đến từ 80.000 đến hơn 100.000 một ký. Với giá này thì 1 hecta sầu riêng cho khoảng 40 tấn thì riêng lợi nhuận thôi thì có thể lên đến hàng tỷ đồng. Và sầu riêng thì hiện tại có sầu riêng Thái và sầu riêng Ri 6. Loại cây thứ hai là quýt đường. Quýt đường thì được phát triển mạnh tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ và một số tỉnh miền Tây. Miền Đông điển hình là Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai. Đây là loại cây phát triển mạnh khoảng 3 năm trước. Hiện tại thì quýt đường ít được trồng mới hơn, bởi vì giá nó hiện tại đang giảm. Nhưng mà vẫn là một loại cây chủ lực của các tỉnh miền Nam. Thứ ba là mãng cầu xiêm. Đây là mãng cầu xiêm ghép với gốc Bình Bác. Nó là loại cây thích hợp với vùng ẩm ướt, được trồng nhiều tại huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang, với kinh tế cũng khá cao. Nhưng mà không phải vùng nào cũng trồng được. Loại thứ tư là vú sữa lò rèn. Đây là cây đặc sản của vùng Vĩnh Kim, Châu Thành, Tiền Giang và được phát triển đặc biệt mạnh ở vùng này thôi, đó là vùng Tiền Giang. Một cây được nhiều người chú ý nữa đó là bưởi da xanh. Bưởi da xanh có kinh tế rất là cao, có thể chỉ thua sầu riêng. Nhưng mà sầu riêng thì khá khó, bưởi da xanh có thể xem là dễ hơn một chút. Và đây là cây bưởi da xanh chiết. Bưởi da xanh ruột hồng, cây chiết, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Thế Giới Cây Giống. Và một loại cây dễ trồng, kinh tế cũng cao không kém, đó là mít Thái chan gai. Mít này những năm đầu tiên được trồng nhiều ở Tiền Giang và Bến Tre, nhưng mà bây giờ thì gần như phát triển rộng khắp các tỉnh miền Nam, bởi vì một điều đặc biệt là nó dễ trồng. Và đây là cây mít ghép. Nó gần như là loại cây dễ trồng nhất trong các loại cây ăn quả. Giá bán hiện tại cũng không phải là thấp, khoảng 20.000 một ký. Một loại cây nữa đó là bơ bút. Đây là bơ bút 7, phát triển mạnh tại các tỉnh Tây Nguyên. Nó đang được chú ý trồng trong khoảng 2-3 năm trước, nhưng mà bây giờ thì người ta không ưa chuộng nó cho lắm, bởi vì chất lượng bơ bút không có gì đặc biệt. Nhưng mà nó có năng suất cao và nó ra trái nghịch mùa. Một loại cây cũng được nhiều người chú ý nhưng mà phát triển với số lượng cũng hạn chế thôi, không có quá rộng rãi, đó là na Thái. Na Thái thì có trái to từ nửa ký cho đến một ký, ít hạt hơn na Việt Nam và có thể thấy lá nó cũng to. Đây là na Việt Nam. Na Việt Nam lá nhỏ hơn nhiều. Nhưng mà na Thái có vẻ cũng khó trồng, cho nên cũng không có được phát triển mạnh cho lắm. Một loại cây được nhiều người trồng nữa đó là măng cụt. Nhưng mà cũng không có được trồng đại trà quá, bởi vì nó rất chả mai có trái. Một cây măng cụt trồng xuống đến khi thu hoạch rộ đó, phải lên đến gần 10 năm. Thời gian quá dài, cho nên người ta chỉ trồng ít thôi, mặc dù kinh tế nó cao. Đây là cây măng cụt.
Cây măng cụt này có 18 lá. Nó là cây giống loại trung bình. Chúng ta đã xem qua các loại cây ăn quả được chú ý, nhưng mà trong đó có hai loại được trồng nhiều nhất là sầu riêng và bưởi da xanh. Bởi vì giá bán nó đang rất cao. Sầu riêng thì lên đến gần 100 nghìn một ký, bưởi da xanh thì cũng phải 50-60 nghìn. Rồi, xin chào các bạn. Tôi vừa giới thiệu các loại cây ăn quả được trồng nhiều tại miền Nam. Xin hẹn gặp lại ở các video sau.